Chào buổi sáng, chào mừng các nhà đầu tư đến với bản tin tóm tắt thị trường. Mở đầu bản tin ngày hôm nay là những phân tích về cặp tiền tệ bảng Anh, đô la Mỹ và các sự kiện nóng hổi đã khuấy động thị trường tài chính. Xin mời Tuấn Anh. Cặp bảng Anh, đô la đã tăng 1% trong phiên gần nhất. CCI được củng cố và có tín hiệu tích cực. Cặp đô la, yên Nhật vẫn trạng thái trong phiên gần nhất. Chỉ số SRI đã hạ nhiệt và hiện đang trung lập. Cặp euro, đô la đã tăng 1% trong phiên gần nhất. Chỉ số SRI chuyển mạnh sang khu vực tích cực. Cặp đô Úc, đô Mỹ đã giao dịch đi ngang trong phiên gần nhất. CCI giảm xuống khu vực tiêu cực. Tiếp theo là các tin tức tài chính quan trọng trong ngày hôm nay. Dầu có biến động thấp. Giá dầu thô Mỹ tăng nhẹ, được hỗ trợ bởi gói kích thích kinh tế lớn đang chờ được thông qua của Hoa Kỳ. Các doanh nghiệp Anh được hỗ trợ. Một số công ty lớn của Anh đã được đề xuất làm ứng cử viên của chương trình cho vay khẩn cấp của chính phủ. Phố Wall giao dịch theo mọi hướng. Các chỉ số của phố Wall đã giao dịch theo mọi hướng khi Thượng viện Hoa Kỳ sắp bỏ phiếu về gói 2.000 tỷ đô la để hỗ trợ các doanh nghiệp. Cảm ơn những chia sẻ của bạn. Tiếp theo là các sự kiện kinh tế chính trong hôm nay. Đề nghị tiếp tục nhận trợ cấp thất nghiệp của Hoa Kỳ sẽ được phát hành vào lúc 14:30 GMT. Môi trường tiêu dùng GFK của Đức lúc 9:00 GMT. Bản tin kinh tế ngân hàng châu Âu lúc 11:00 GMT. Doanh số bán lẻ của Anh lúc 11:30 GMT. Quyết định lãi suất BOE của Anh lúc 14:00 GMT và GDP của Hoa Kỳ lúc 14:30 GMT. Chúng tôi hy vọng rằng bản tin tóm tắt thị trường ngày hôm nay đã thực sự giúp ích cho các nhà đầu tư. Hẹn gặp lại vào sáng mai với những tin tức và sự kiện mới nhất từ thị trường.